Chào các bạn, hôm nay mình review máy mài đai nhám của mình. Đây, đây là hình ảnh của con máy mài. Đấy, mình vừa làm nhưng mình chưa sơn thì nó để một hai hôm mà nó bị han này. Đấy, nó hơi han. Thì ở đây mình dùng con đai nhám, đây là bản 50 này. Đấy, bản 50. Thì đây, thì nó mình làm ý, cái đai nhám nó, chiều dài của nó từ 1m4 cho đến 1m8, thì đây mình dùng 1m6, con này mình 1m6 rồi, dùng 1m5 nó hợp lý hơn, nhưng mà mình mua con 1m6 thì mình dùng tạm luôn. Đây, mình dùng con động cơ 1HP. Đây, động cơ 1HP 2008. Đấy, chạy chuyển qua bộ vô ly 3 tầng. Thì đây có 3 cấp độ này. Đấy, con chạy chậm nhất là tầm khoảng 9300 gọi. Anh à, 900 nhầm, 9300. Đây, tỷ lệ 1:3 thì nó là tầm khoảng 900. Đây, 900, còn đây là 2008 này. Còn lên đến đây thì là 2800 × 3, tầm 8400. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ cho chạy thử tốc độ chậm nhất. Ok. Đây, con A của mình rồi. Mài thử nha. Chẳng là mình mài rồi. Về dày đây, mài. Ok, đây là tốc độ nó chậm. Đây, mình vừa mài thử một góc nhỏ nhỏ thôi. Nãy mình thử mài con này cầm dễ hơn. Nhưng mà mình mài ngày rồi nhìn khó, mình cầm con to thì nó hơi nặng, mài hơi khó. Đấy. Đấy, nó dày hơn bao nhiêu rồi. Đấy, mài. Ok, tiếp theo mình sẽ đổi tốc độ nhá. Thì con động cơ này mình căng đai bằng lò xo, thế nên mình chuyển đai nó cũng rất là dễ. Nhấc nó lên thôi, hạ bậc đai xuống. Đấy, bên này cho lên. Ok, thì là xong. Đấy, mình thử chạy tốc độ 2008 nhá. Ok, mình vừa thử mài con bậc độ 2008 thì tốc độ cắt nó nhanh hơn. Đây. Đấy, mình vừa vát cái này đây. Đấy, cái này mình thử cắt rồi. Đây, mình cắt tại góc này.
Đây, giờ mình sẽ lên cho nó lên 8400 xem nó chạy như nào nhá. Đây, cũng thay đai rất là đơn giản thôi. Đấy. Ok, mình sẽ bật 8400 cho chạy. Ok, mình đã review xong con máy mài đa nhám của mình. Đây, mình vừa thử cắt góc, tốc độ 8400 của nó thì rất là nhanh luôn, cắt phá thô rất là nhanh này. Đấy. Ok, mình sẽ kết thúc video mình rồi.